Nay là 11 tháng 12, nên là chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết. Đấy. Nay tôi hô cái đàn một cầu, hô biến một thành hai. Một cầu thành hai cầu. Các bạn thấy có ghê không? Quá ghê luôn đấy. Nè, đàn một cầu, hô một nhát là thành hai cầu. Chuẩn bị hô thành hai cầu này. Đấy. Muốn biến một cầu thành hai cầu thì phải lấy ở đây ra, lấy cái từ cái đàn này ra nha. Đó. Xong là cái đàn ong này lại cho tầng vào xây tiếp, cho tầng vào xây tiếp. Ta cứ gõ gõ này là ong nó động là nó chui xuống dưới, là ong không có phản xạ bay lên, là tăng cầu. Cái kiểu này là một cách nhanh nhất. Đấy. Cầu nhộng này là nó gần hả đây nhá. Đấy, chúng ta ném ném xa. Xong là cái đà này lại cho tiếp tục xây, rét cũng cho xây. Chỉ có tốn thôi, có tốn đường thôi, không có gì. Thứ nhất, đàn ong phải đông, đàn ong đông mà không bệnh phải uống nhá. Ok. À, sang bên đây đàn hô biến từ một thành hai. Đó. Một thành hai này đẹp không? Đàn này tôi sẽ phá những cái này đi. Một thành hai cầu có cái gì đâu, nhanh không. Muốn thế thì phải to cái cầu này vào bên trong, quân nó bám ngay. Chúng ta có đàn ong từ một cầu thành hai cầu một cách nhanh chóng. Xong lại ú ấm vào, thế là thành hai cầu. Kiểm chặt vào, thành hai cầu, một thành hai, hô biến một thành hai. Giờ lại đàn này từ một cầu thành hai cầu, hô biến lên là thành hai. Hô biến lên là thành hai. Đàn này ong cũng rất đẹp nha. Các bạn nhìn này, đỉa xoáy cho nó, đỉa kịch góc luôn. Lấy tiếp từ đàn 3, lấy đi một lại cho xây tiếp. Ăn Tết xong chúng ta nhanh cầu nhanh đàn là chúng ta phải chịu chi. Chịu chi. Đàn là một cầu đây. Một cầu rồi, giờ đàn này lại cho xây tiếp. Lại cho xây tiếp.
lại cho xây tiếp. Đây, ba cọc nha. Quân chúng ta chỉ cần nhìn thấy nó lè như thế này là sau này là quân rất đông ấy, đàn ấy rất đông. Giờ lại tách ra. Cái đàn ong chúng ta cứ gõ 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 nhẹ nhẹ này là nó sẽ tụt xuống. Nhộng giờ đang rất nở này, hai bên góc này. Chúng ta mà không ủ ấm cho đàn ong ấy giờ là đất cước. Đấy, đàn này lại tiếp tục cho xây. Cho xây. Tiếp tục cho xây. Cứ lấy từ đàn mạnh. Chúng ta phải chèn chân ấm mà. Càng dày ni lông càng tốt. Đây. Đây là đàn từ một cầu lên hai cầu. Vụ nhãn là cứ gồng ghênh với nhau là lên 4 là vừa. Lên 4 là vừa. Vũ cho nó ong chui vào bên trong. Chùm chặt rồi. Chùm ong quá ấm. Tôi chèn rất chặt. Chùm ra quả. Cả hai bên đây này. Đấy. Hai bên đây. Đấy. Đấy, ong cực nhanh luôn. Đàn này chỗ này là từ một đàn thành ba đàn, ba đàn cho cái đàn một cầu này chú mới xây luôn, xây luôn. Đàn này rất đông nhé, rất đông. Ông đang có tư tưởng gọi là xây. Đàn gốc của nó đây. Nhộng đẹp. Nhộng đẹp không? À, chúa mới bắt đầu đẻ thôi. Từ một cầu là chúng ta lên thành hai, vào nhãn nữa là thành ba, thành bốn. Nhãn tôi chỉ để ong bốn. Như thế là đàn ong ok đã thành hai. Chùm bên này sao mà nó không ấm. Này là cũng tương đối rét. Đấy,
kia. Như cái đàn kia một thành hai là tạo ông chúa đấy, là đã lên. Đàn ông hôm qua được ăn thì nay đi phơi phới. Lấy phấn về rất đẹp. Này lại quay cho các bạn xem là cái đàn này nhá. Đàn này là tôi mới lao cầu hôm qua này. Đàn một cầu này. Đàn một cầu nhé. Cầu ông chúa đẻ. To tầng và sinh anh. Xây trong vòng một đêm, quân đông là nó xây nhanh lắm. Đây, các bạn xem. Đàn một cầu nhé. Mặt bên này là xong rồi. Tối nay nữa là yên tâm làm cho máng nữa. Ủa dưới bóng này bao giờ mà cứ đến cảm thấy mà trời thật ấm áp thì mới bỏ. Ông hiện nay là đang đi bài tiết nha. Ông bài tiết mà nó cứ vương trên lá này này. Đây. Đó. Là không phải là ông bị đi ngoài đâu nhá. Chúng ta đặc biệt chú ý thế. Đây là cái đàn này. Và cũng qua là lấy đi một cầu. Lấy đi một câu nhộng cho xây tiếp. À, cho xây tiếp. Đàn ba mà lấy đi một thì xây nhanh lắm. Xây mớm lên như thế này cũng được khoảng tầm 7 ly thôi. Mà xây toàn lỗ ông thợ. Đấy. Chúng ta nhìn trông rất đẹp này. Xây tầng mà có tốt ra đấy thì cũng phải là phải 3 ngày. Đấy. Nuôi ong là chúng ta là phải tận dụng tùy theo từng thời kỳ ong nhá. Thời kỳ đàn ong phát triển. Đàn ong mà 3 lên 4 là nó không nhanh được bằng đàn ong 2 lên 3. Rất đẹp. Đạt nè. Một câu. Lên hết rồi. Cho xây hết rồi. Xây đã hoàn chỉnh rồi. Thế thì video hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại và bình luận phía dưới. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.